Khi nhu cầu của giới trẻ muốn thể hiện bản thân thông qua cách ăn mặc nhiều hơn, đó cũng là điều kiện tốt để các thương hiệu trẻ phát triển. Bởi các thương hiệu trẻ không sản xuất đại trà với nhiều mẫu mã và số lượng lớn. Mỗi cái tên là một phong cách riêng, mang đến cho khách hàng những dòng sản phẩm theo một gu thời trang nhất định. Chẳng hạn như Tyler Bross mang đến sự lịch lãm với những thiết kế Âu phục lấy cảm hứng từ thời trang cổ điển châu Âu. Thương hiệu Linh Đoàn lại đặc trưng bởi những thiết kế cắt cúp đầy sang trọng và quyến rũ dành cho nữ giới. Hay thương hiệu Clouzy với những thiết kế thời trang đường phố mang phong cách hip-hop Âu Mỹ. Phong cách thiết kế của bên mình thì chú trọng nhiều vào graphic, về màu sắc và về những cái họa tiết thể thao, trẻ trung. Clouzy bên mình không chỉ muốn là chỉ là một nơi bán quần áo mà còn là một nơi để truyền tải cảm hứng những cái phong cách đường phố, mang đậm phong cách cá tính của đường phố Âu Mỹ để mang tới để truyền tải cái văn hóa hip hop cho giới trẻ Hà Nội. Làm bởi người trẻ nên các thương hiệu thời trang trẻ thường bắt kịp khá nhanh với các xu hướng thời trang trên thế giới. Chẳng hạn, nếu bạn muốn biết xu hướng thời trang của mùa hè năm nay là gì, chỉ cần ghé qua một vài cửa hàng thời trang trẻ, bạn sẽ có ngay câu trả lời. Hiện nay thì cái xu hướng của mọi người là hướng về tự nhiên rất là nhiều. Cái vải linen này nó được dệt từ cái sợi lanh ấy, nó có cái độ bền gấp 2 lần vải cotton và nó rất là mát. Năm nay linen thì đang là cái material mà được các nhà thiết kế sử dụng khá là nhiều. Một số thương hiệu trẻ còn phát triển sản phẩm mang giá trị xã hội ý nghĩa khi họ làm thời trang không chỉ đơn thuần là thời trang mà còn hỗ trợ giúp phát triển các ngành nghệ thuật khác. Thai City đã và đang hợp tác với khoảng 11 nghệ sĩ là thường xuyên để đưa các cái sản phẩm nghệ thuật với các cái ý tưởng và các cái thiết kế của họ đến với cộng đồng nhiều hơn. Dĩ nhiên là từ đầu năm đến giờ bọn mình đã làm việc với bạn Xuân Lam để chuyển bộ tranh vẽ lại tranh dân gian của bạn ấy thành một bộ sưu tập áo hoodie, hoặc là làm việc với nghệ sĩ Sít Dâm để chuyển thành một bộ sweater. Mỗi thương hiệu có một con đường riêng, một màu sắc riêng và cuộc hành trình chinh phục trái tim các tín đồ thời trang vẫn là cuộc chơi còn nhiều thử thách với các thương hiệu trẻ Việt. Nhưng với những gì họ đang tạo ra, cuộc chơi ấy hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho bức tranh thời trang trẻ Việt Nam.